Mình chào các bác trở lại với channel của Thị Chiến. Hôm nay tôi sẽ gửi lại cho các bác cây hoa giấy 40 triệu. Lần trước anh Phong mua cây này, cây giấy hai màu các bác nhé. Cái cây này thì nó như kiểu một cây không gian 3 chiều luôn các bác ạ. Nhìn rất là đẹp, rất là nghệ thuật. Những cái đường cong, vừa đường cong của thân, vừa cái độ lắc của tay cành, nó nhìn bốn mặt thì nhìn bốn hướng thì cái hướng nào của nó cũng cũng đẹp hết. Để cái cành lắc của nó các bác ơi, phê chưa, nó như một cây cảnh nghệ thuật thực sự luôn. Để một cây hoa giấy mà đạt đến cái tiêu chí thế này thì nó cực kỳ khó, vì nó tất cả là tự nhiên, có thể là tìm hàng trăm cây mới có một cây. Đây là cái tổng bóng của nó các bác ơi. Đợt trước ấy là em có quay qua nó một tí rồi, là vì đợt đấy là chưa có tay cành gì cả, chưa có bông, nó chỉ có cái nguyên khung xương của nó thôi. Nhưng mà đợt này thì hoa nó đẹp hơn rồi, nó ra rực rỡ hoa rồi. Đây là mặt hoa của nó các bác nhé, hoa trắng điểm thêm một chút hồng. Hoa quá đỉnh. Đây này, nhìn đường cành các bác này, đường cành của nó phải nói là hàng trăm cây mới chọn ra được một cây như thế này. Cái này là thiên tạo, không phải con người đâu. Lần trước chúng ta chỉ nhìn được một số khung xương của nó, nhưng lần này là tất cả tổng bóng, nó như một cây hoàn thiện rồi các bác. Nếu như ai sở hữu được cây này ấy, thì chỉ việc chơi chứ chẳng phải làm cái gì nữa cả. Nếu mà muốn làm thì làm thêm cái khung dàn cho nó sang chảnh cái cây hơn. Nhưng nếu làm dàn thì các bác sơn cái màu vàng, nó cái cây nó quý hơn nhá, nhìn nó quý hơn rất là nhiều. Các cái đường xương của nó này, đường xương của nó là hầu như là toàn là nhỏ nhất thì cũng phải là tầm 15, còn to là cứ tầm 40, 30. Nó xếp rất là đều. Cây này nó có tự nhiên như thế luôn, đừng co lắc thì cực kỳ khó chịu. Không hiểu sao mà nó lại lắc được cái kiểu này. Nó dị cây, nó hiếm. Cây nó đắt tiền là đắt tiền chỗ đấy các bác nhá, chứ không phải cứ to cao là đắt tiền đâu. Có những cái điểm quá điểm dị thì là nó mới đáng, nó tăng độ tiền lên cho cây rất là nhiều. Cây này thì nó được rất là nhiều ưu điểm, chẳng hạn như là bộ tay thân lắc, tay cành đẹp rồi, còn có thêm cả chân bệ nữa. Một cây hoa giấy mà đáp ứng được nhiều tiêu chí như thế này thì rất là khó, khó lắm. Nó được cành thì mất chân bệ, mà được chân bệ thì lại mất cành, mất xương. Nhưng cây này hầu như cả xương cả cành, độ lắc của cây thì tất cả đều đáp ứng được. Tôi quét qua cái chân bệ các bác xem một tí này, nó trải cũng rất là đều. Nhìn thế này như chân rễ của nó to các bác nhé, thân không phạm lỗi một cái gì cả. Ồ, cái góc này nó đẹp hơn các bác này. Phía trên kia chị vợ anh Phong đang ở đứng ở trên kia các bác ạ. Bây giờ thì có lẽ là mời các bác vào xem lại những cái cây hoa giấy của anh Phong. Bữa nay nó đang rực hoa lên, nhìn rất là hay các bác ạ. Nhìn đẹp. Mà đẹp thì chúng ta có thể ngắm nhìn, là vì chỉ khoảng cách tầm 2 đến 3 tháng thôi là cái cây nó đã hóa hoàn toàn khác rồi. Khi cây lên tay cành, đổ hoa, ra lá, ra chồi, cộng thêm
rất nhiều điểm nhấn, điểm cộng cho cái cây. Cho nên chúng ta nhiều lúc nhìn thấy cái cây nó trơ trọi thì cũng hãy bỏ ra một tí thời gian để đợi chờ. Để lúc được ngắm rực rỡ như thế này mới sướng các bác này. Cái hoa trắng này nó điểm phấn hồng nhìn rất là đẹp. Như da của một người phụ nữ con gái đẹp đấy. Đây các bác thấy chưa, nó điểm phấn hồng ấy. Tăng cái độ sang chảnh của cái cây lên rất là nhiều. Tổng bóng của nó là rơi vào tầm độ hơn 2 mét một tí, tầm 2 mét 2 đi. Đây là một cây hoa giấy đỏ cờ, có bộ tay rất là đẹp kìa. Thân thì nhỏ hơn, thân thì chỉ tầm độ hoành khoảng tầm 40. Nhưng mà cái đường bay lắc của thân này rất là dẻo. Hiện đây thì thông báo cho các bác biết đây là một cây nhài này. Lần trước là nhiều bác cứ comment bảo tôi là với nhắn tin đấy, cứ bảo tôi đây là cây nhài đơn nhá. Nhưng tôi xin đính chính đây không phải là cây nhài đơn, cây này là cây nhài kép. Vì tôi đã tiếp xúc rất nhiều với cái cây này từ những cái lúc nó còn ở ngay nhà chủ nó kìa. Để tôi vào tôi quay cái mặt hoa để cho các bác thấy nhá. Đấy là trước mắt các bác thấy là cái hoa nó điểm, cái hoa này và nhiều hoa ở trên này nữa. Hoa kép nhé, không phải hoa đơn đâu nhé. Hoa kép thì nó phải giá tiền gấp đôi cái hoa đơn. Đây là cánh hoa này, bông hoa này. Nó từ trong cành ra đây. Và ở trong này cũng thế này. Nhá, tôi hái luôn nhé, tôi hái cho các bác thấy luôn này. Nó khó quá, đây nó đây. Anh Phong lúc xem clip này thì cũng đừng có trách chú nhá. Đây. Nó hoa kép thì nó thơm hơn là hoa đơn rất là nhiều các bác nhá. Thơm lắm, cực kỳ thơm luôn. Cực kỳ thích luôn. Nó đẹp các bác ạ. Đấy, đính chính cho các bác biết đây là cây nhài kép nhé, không phải nhài đơn đâu nhá. Vì là đợt trước các bác nhắn tin thì bảo là nhài đơn với lại sợ nhài đơn không phải nhài kép ấy. Hôm nay thì chính thức đó là cây nhài kép nhá. Đây giấy trong này cũng đã nở hoa rồi đây. Tôi thì quay hoa giấy nhưng mà tay vẫn cầm cái cành hoa nhài lúc nãy các bác ạ. Rất là thơm. Đây này, cây giấy treo ngược này. Đây là cây hoa giấy ngược. Cũng hoa rất là nhiều, này đẹp rồi. Cây 40 triệu mà như cái cổng cũng đã bắt đầu cho hoa này. Hoa rất là đẹp rồi. Đấy, nhảy kép nhá. Rồi cài ngược áo ấy đã, rồi bắt đầu mới đi vào sau. Hôm nay mưa. Đây lại tiếp tục là một cây hoa giấy dáng rất dị của anh Phong. Cây này có thể lẽ là cây sắc pháo các bác ạ, là vì mặt hoa hầu như toàn là sắc pháo không thôi. Rất là bay lắc. Cây này cốt đặc luôn các bác nhé. Khó tìm hàng. Hàng rất là khó chịu.
là vì cây ở khí hậu miền Trung Nghệ An này thì cực kỳ nắng luôn. Cho nên là anh đã che ở vì cây nằm ngoài này là không có cái gì mà che được cho nó hết đấy. Thì anh đang dùng cái những cái bao bố anh bọc lại để giữ cho cái thân nó khỏi mất nước và đỡ bị cháy. Cây này thì dáng dị rồi, đẹp rồi, nhưng mà chúng ta nhìn là qua cái bông tàn của nó một tí nữa. Cây này rất là gọn cây. Đấy, cây mới trồng hoa luôn, cho hoa luôn các bác nhé. Cây này anh Phong trồng đúng được 1 tháng rồi. Đây này, chỉ toàn hoa thôi. Cây này bác nào mà yêu thích hoa giấy thì em khuyên các bác lấy cây này này. Đấy, giá tiền thì em chưa hỏi nhưng mà có thể để lại comment thì em trực tiếp em hỏi cho anh Phong cho. Thôi em xin kết thúc clip ở đây luôn các bác nhé. Một số cây hoa giấy dáng lạ độc tại nhà anh Phong và cây hoa giấy 2 màu 40 triệu ở phía đầu clip ấy. Em xin được kết thúc ở đây luôn. Xin chào và hẹn gặp lại các bác ở những clip tiếp theo về hoa giấy. Cảm ơn các bác yêu thích hoa giấy đã luôn đồng hành với Thủy Chiến Channel trong một thời gian khá là dài vừa rồi. Để các bác xem thì em thấy các bác lượt xem của các bác thì rất là nhiều, nhưng mà thỉnh thoảng các bác để lại comment để chúng ta có thể kết nối, chúng ta có thể nói chuyện cho vui. Các bác cần hỏi cái gì thì cứ qua vào Zalo 0971240958. Vào đấy thì các bác có thể nhắn tin cho tôi hỏi rất nhiều thứ về hoa giấy và tôi có thể trả lời trực tiếp ở trong trong Zalo cho các bác nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.